Dạ Toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay hiện tại Toàn đang có mặt ở cái vườn mai vàng của ông chú Ba Tấn. Hôm nay chú Ba Tấn có giao lưu tầm khoảng là 300 cây mai hoành từ 25 đến 40 ha. Thì toàn bộ mai chảo Thủ Đức hết nha quý cô chú anh chị. Và rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho chú ha. Ở đây chú có bán quà ship nữa quý cô chú anh chị. Địa chỉ ở đây là ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của chú là 0838 905 325 là số Zalo của chú Ba Tấn luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì ngoài mai bự hoành từ 25 đến 40 là 300 cây. Còn như mà dạng như mai sữa rễ thì bên chú thì nó tầm khoảng là 1.000 mấy trăm cây nha quý cô chú anh chị. Và ở đây chú Ba cũng có giao lưu tại vườn và giao lưu qua ship luôn ha. Ở đây thì chú Ba làm mai con là mai sữa rễ đế nơm có và đế quái có luôn nha quý cô chú anh chị. Để toàn hỏi chú Ba. Cái vườn mình phía trước này, cây bự này tầm khoảng bao nhiêu cây hả chú Ba? Cái vườn phía trước này. Dạ. Cái vườn phía trước của chú này không là 60 cây nha quý cô chú anh chị. Thì mỗi cây cái hoành eo của nó tầm khoảng là 35. Ở phía trước này 60 cây là hoành eo tầm khoảng là 35 cho đến 40. Còn phía sau nữa, phía sau là 200 mấy chục cây nữa nha quý cô chú anh chị. Mỗi cây thì chú Ba đã vô dây hết rồi. Thì lúc trước là Toàn cũng có quay tầm khoảng là 7-8 tháng trước là phía trước vườn của chú Ba là có rất là nhiều mai đẹp và cây bự quý cô chú anh chị. Và chuyến này Toàn quay lại giới thiệu và để địa chỉ và số điện thoại của chú Ba bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết liên hệ với chú Ba ha. Anh tí nữa Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi ra vườn phía sau hè nhà của chú Ba nha quý cô chú anh chị. Thì đây chú Ba mai bự này đế quái có, đế thường có, tức là đế tự nhiên nha quý cô chú anh chị. Ngày này chú Ba đã vô dây cũng mấy tháng rồi. Để tí nữa Toàn sẽ quay mặt bông mai giả Thủ Đức cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Thì địa chỉ của chú Ba ở đây là chung ấp với Toàn luôn quý cô chú anh chị, ấp Thạnh Trung, xã Trung ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Đây thì mỗi cây là cây bự thì chia cành nó rất là đều luôn quý cô chú anh chị. Rễ thì cũng là đẹp đẹp không ha. Thì đa số trong vườn mai hồi đó của chú là đa số là mai xù, mai xù cũng có lá gai quý cô chú anh chị. Ở phía trước 60 cây, ở phía sau hè là 200 mấy chục cây nữa là 300 cây nha quý cô chú anh chị. Cây này nó bị ngã nè. Thì mai con nó dạng như sữa rễ nơm á, ở vườn của chú nó tầm khoảng là 1.000 mấy trăm cây, vừa đế nơm mà vừa đế quái luôn quý cô chú anh chị. Ở phía trước này chú Ba cũng có để mới đế quái phía trước, còn phía sau hè nữa. Tí nữa Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn ra phía sau ha. Đây là mặt bông của mai giảo Thủ Đức nè quý cô chú anh chị. Đây mặt bông rất là đẹp ha. Đây thì nở rụng hết mấy cánh này. Đó, đây là cái vườn phía trước của chú ha. Tí nữa Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị ra ngoài phía ngoài kia. Mới đây quái thôi. Rồi Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn ra phía sau luôn ha. Ở phía trước này cây bự có và cây nhỏ có luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ không. Đây là phía trước cửa nhà chú Ba nha quý cô chú anh chị.
Ở đây là ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Bảng số nhà là 483. Ở phía trước này thì chú Ba cũng để mới trong này nè quý cô chú anh chị. Đó. Ở trong đây tầm khoảng là 200 mấy chục cây mai lở ha. Cây nó tầm khoảng là bằng đầu đũa ăn có. Bằng đầu đũa ăn có, bằng điếu thuốc có luôn nha quý cô chú anh chị. Thì dạng như cây cây lở lở nè. Có gì quý cô chú anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú Ba để hỏi giá ha. Lúc nãy Toàn cũng quên hỏi giá chú Ba quý cô chú anh chị. Ví dụ như mà ở xa lại á, quý cô chú anh chị và các bạn nào mua số lượng nhiều á, ở xa lại thì chú Ba vẫn bớt tiền ship, bớt tiền xăng luôn ha. Cây đẹp đẹp không quý cô chú anh chị. Đây toàn bộ là để nơm hết ha. Cây này nó muốn bằng ngón tay út của Toàn luôn nè quý cô chú anh chị. Cây này mới lớn mà chi cành rất là đều luôn. Cây rất là khỏe cứng cáp nha quý cô chú anh chị. Đây nãy chú Ba ông sổ ra cũng mấy cây nữa nè. Mở cây thì nó bự hơn đầu đũa ăn có cây thì nó bằng con út, có cây thì nó nói chung là bự hơn đầu đũa ăn hết đó quý cô chú anh chị. Toàn bộ là đế nơm hết ha. Cây gì chú Ba là tầm khoảng gần cả ngàn mấy cây nè. Là phía dưới kia nữa quý cô chú anh chị. Đó, ở phía dưới bến này ha. Xong Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn ra phía sau. Ở phía sau là còn là 200 mấy chục cây nữa nha quý cô chú anh chị. Ở đây là cái vườn phía sau của chú nè quý cô chú anh chị. Thì đây nó tầm khoảng là cũng là 500-600 cây mai sữa rễ đế nơm cây con ha. Ở đây tầm khoảng 500-600 nha quý cô chú anh chị. Thì nói chung là rễ chú Ba ổng bao là từ 6 rễ trở lên ha. Cây đây thì nó bự hơn đầu đũa ăn hết trơn rồi. Bự hơn đầu đũa ăn. Thì mỗi cây trung bình là vườn đằng trước với vườn đằng sau luôn là mỗi cây trung bình chiều cao nó tầm khoảng là từ 3 tấc cho đến 4 tấc nha quý cô chú anh chị. Đó, cây rất là khỏe mạnh luôn. Là cái này là chú Ba là ông phân hình như là hai lô. Lô bên cây bự, bên cây nhỏ, bên cây bự quý cô chú anh chị. Còn cây lở mà hoành từ 25 cho đến 40 thì cây bê lớn tầm khoảng 300 cây nha quý cô chú anh chị. Và rất mong quý cô chú anh chị và các bạn mua giao lưu ủng hộ cho chút ha. Phía đằng kia cũng còn nữa quý cô chú anh chị. Phía này mà nhỏ. Mai này chú Ba ông cắt đuôi chuột để ông kích rễ nơm nè quý cô chú anh chị. Này cũng giống giảo Thủ Đức luôn ha. Thì mai con dạng như mà sữa rễ nơm á, ở phía trước nhà với phía sau hè nhà của chú Ba tầm khoảng 1.000 mấy trăm cây. Rồi để Toàn dẫn quý cô chú anh chị các bạn ra phía sau luôn ha. Ở phía sau còn 100 mấy chục cây nữa. Cái này cũng như là Toàn giới thiệu trước cái vườn mai nhiều cây đẹp của ông chú Ba Tấn ha. Mà giới thiệu trước để cho vài địa chỉ và số điện thoại Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ cho chú Ba để đến nhà vườn của chú Ba mua cho mình những cây mai đẹp chơi Tết 2023 ha. Thì phía sau này thì cây tầm hoành 40 thì tầm khoảng chừng vài chục cây nha quý cô chú anh chị. Cây này hoành ba mấy nè, hoành có khoảng 35-36 á. Cây nào nấy chia cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị ơi. Như là hồi nãy Toàn có lộ ra trước, Toàn coi là như có mấy cây xù nó nằm ở chỗ nào Toàn cũng quên luôn rồi. Đó thì nói chung ngoài hè này là Toàn thấy là chú Ba ông sữa chia cành là cây nào nấy nó chín mười không quý cô chú anh chị.
Mai này chú ba ông trồng cũng trên 5-6 năm, cây bự bự rất là nhiều luôn. Có cây mà hoành có khoảng 40, chắc vài chục cây. Cây này hoành có ba mấy cho đến 40 nữa các chú anh chị. Còn phía dưới này nữa ha, phía này 40, phía trên này ba mấy à. Tại vì một gan của toàn là hai tắc rồi. Cái này tầm khoảng ba mấy cho đến 40 các chú anh chị. Khi nào nó chia cành rất là đều luôn ha. Đây nói chung là cây nhỏ, cây bự, cây nào cũng là chia cành cũng đều hết luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này cái hoành eo của nó không là bốn mấy năm mươi rồi nè. Cây chia cành rất là đều luôn. Nó mặt bông của nó trên đó quý cô chú anh chị. Cây này chú ba ông cuồn tàn vô cái điều gan luôn quý cô chú anh chị. Rồi tao sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng qua bên kia luôn ha. Nãy toàn hỏi chú ba là trong đây toàn bộ là mai giảo Thủ Đức hết luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cái này thì hôm nay chú ba ông giao lưu tầm khoảng 300 cây mai bự, mà toàn chỉ quay vài cây để cho có cái mẫu để cho quý cô chú anh chị và các bạn xem để tham khảo trước ha. Cây nào nấy là chú ba vô dây đều gan luôn quý cô chú anh chị. Thì cây dạng như mới lớn, cây nhỏ nhất của nó cái hoành không cũng là 17-18 rồi ha. Nói chung là bình quân là từ 25 cho đến 40. Mỗi cây chiều cao trung bình của nó là từ 2,5 m cho đến 3 m nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay toàn giới thiệu vườn mai nhiều cây đẹp của ông chú ba Tấn. Địa chỉ là ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của chú là 0838905325, cũng là số Zalo của chú ba Tấn luôn nha quý cô chú anh chị. Và rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc mua đến nhà chú ba để lựa chọn cho mình những cây mai đẹp chơi Tết 2023 ha. Và toàn cũng rất mong quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ cho chú ba. Và thời lượng video của toàn đã khá dài thôi, toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn toàn khép lại cái video ha. Cuối video toàn cũng xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của toàn á thì hãy xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ bye bye. Đây là cái vườn phía trước nha quý cô chú anh chị.
hình thú là đẹp rồi cô chú ơi. Quá trời bu gãy luôn chú Đen ơi. Hay là mình chơi những cái bộ thú giả sử như cái này thì mình chơi như là hình cá sấu á cô chú anh chị, hay là hình con cắt kè ha. À, tất cả những cái loại mẫu rất là nhiều ha. Mong cô chú anh chị mình gặp chú Ba để rồi mình tham khảo, để rồi mình có những cái bộ đế hình thú chơi rất là tuyệt vời. Giả sử như con rùa, con quy ha, nó tùy theo cái dáng thú mình chơi cô chú anh chị. Ở đây rất là nhiều ha. Chú Ba có tầm nói là những cái loại này thì tầm hàng ngàn á, thì tha hồ cô chú anh chị mình cứ tham khảo ha. Cây này sau này mình kéo gãy lắm đã nè chú Ba. Đẹp lắm. Nè, có quy. Đây là những cái cây những có cái bộ đế nơm hết cô chú anh chị. Thì những cây hình thú với bộ đế nơm thì nó tương đối đồng nhau. Chiều cao thì trung bình tầm khoảng từ 4 tới 5 tấc cô chú anh chị ơi. Thì đây là những cái bộ đế nơm cô chú anh chị ơi.